Hello xin chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của Huyền Đô trong video ngày hôm nay và ngày hôm nay thì bên cả bên em lại tiếp tục cập bến cho toàn thể các bác đó là một trong những dòng sản phẩm của lưng tiếng CB200 và trong thời gian vừa qua thì bên cửa hàng bên em cũng bán quá nhiều các cái mặt hàng lưng tiếng cũng như là các loại bát rời à, Với một cái video ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ lên báo giá trực tiếp cho toàn thể các bác Với những dòng sản phẩm à, nâng tiếng này giá cực kỳ là rẻ các bác nhá Và đầu video thì rất mong sự ủng hộ của tất cả các bác đi qua vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng bên em một like Bác là chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ là ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của bên em và bây giờ thì em cùng các bác sẽ đi giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm đông tiếng này cũng như là để thử test nhạc cho anh em và cũng như là để báo giá cho tất cả mọi người. À, các bác đi qua thì hoan hỉ ấn cho cửa hàng em một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là ấn đăng ký kênh của kênh của anh em nhá. Thì điều đầu tiên thì các bác nhìn thấy đây là một chiếc lưng tiếng CB 2000 ở đây là phiên bản của năm 2023. Với chiếc nâng tiếng này thì cho chúng ta nó là màn hình hiển thị tất cả bằng màn hình nét các bác nhá. Tất cả bằng màn hình nét hiển thị các cái thông số cũng như là các cái chức năng ở trên màn hình ví dụ như các bác ấn vào cái phím LBF này à, các bác có thể nhìn thấy màn hình đấy nhá à, ấn vào này bắt đầu nó mở ra cho chúng ta đó là nút on nút on là mở còn nút ập đó là tắt các bác nhá à, thì khi các bác khởi động chương lưng tiếng này thì chúng ta có giải là 50hz cho đến 100hz đó là cái giải tần số giải bass à, cho tương đương với cả phía loa À, thì à, hai phím volume tinh chỉnh này hai tầng phím volume tinh chỉnh này thì nó tương đứng với cả hai à, hai vế loa đó thì bốn phím volume tinh chỉnh này nó có chức năng và nhiệm vụ như thế nào thì em cũng nói rõ cho tất cả các bác để các bác về các bác hiệu chỉnh à, trước đường tiếng nhà mình các bác nhá điều đầu tiên thì các bác nhìn thấy cái chữ lao mic lao mic của nó là tăng giảm giải bát đó còn tần số tu lơ tu lơ nó là tần số giọng ca các bác phải tương ứng nó là cái giải chung các bác nhá tương ứng nó là giải chung giải chung thì thường thường nó từ uh, uh, 1 khz cho đến là tám khz đó là trong gồm có là giải chung giải uh, mít này giải lao mít này uh, giải mít này uh, đó là cái giải chung này process process có lo là giải uh, tăng nhạc mạnh hay là nhạc nhẹ đó các bác muốn nhạc mạnh thì các bác vạn lên còn nhạc nhẹ thì các bác giảm xuống thì hai vế vuông này nó tương đương với nhau các bác nhá thì còn hai mic hai mic của nó là tăng giảm giải bát giải à, tăng giảm giải chép đó giải chép của nó từ phân khúc từ 8 k cho đến 20 k đó là giải chép còn ở đây à, au in à, thì nó là à, tổng thể đó tổng thể của của, của 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 con lương tiếng này à, các bác muốn là chạy qua lương tiếng thì các bác phải ấn vào các bác nhá ấn vào Đấy. in pad đó, còn mở ra nó là au bát đó thì đờ và pha này pha này nó nó thể hiện cho chúng ta là từ 0 độ cho đến 180 độ đó về cái tốc độ đánh xa đánh gần đó còn hai phím này thì nó là một cái là giải cắt của súp và một cái là giải cắt của bát đó thì em cũng giải thích cho tất cả các bác về phía đằng sau của chiếc nương tiếng này thì cho chúng ta đó là phím à, hai phím volume à, hạn chế mức độ âm thanh của đầu vào, đấy thì của riêng cổng bluetooth các bác nhá. Còn cổng quang này, à, con lưng tiếng này nó có cả cổng quang và các cái đường phím à, cắm rắc à, cắm cổng in-out là dùng cả bằng rắc ca lông và dùng cả bằng rắc hoa sen các bác nhá. Và không phải để cho các bác phải chờ đợi lâu nữa thì bên cả bên em sẽ test thử cho toàn thể các bác nghe về cái chất âm à, khi có lưng tiếng các bác nhá. Các bác chờ em tí nhá. Hiện tại là các bác cũng đang qua lưng tiếng này tắt đường tiếng đi này các bác để ý nghe rõ hộ em chút nhá đây đang là ấn ao bát này ao bát là mở ra các bác nhá in bát này đấy in bát này đây em sẽ xoay vào gần này em ấn ao bát mở ra này trùng tiếng nhạc hẳn luôn đúng không ạ đấy ăn ao bát mở ra này được chưa đó tiếng rất là hay về cái về cái chức năng của nhiệm vụ trong một bộ dàn karaoke thì thật sự các bác là không thể thiếu được với những chiếc lưng tiếng và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em Huyền Audio sẽ bán thanh lý cho anh em với cái giá là chỉ có một triệu một chiếc lưng tiếng và bên cửa hàng bên em bao ship cho tất cả các bác nhá thì với những chiếc lưng tiếng như thế này thì bên cửa hàng bên em đang tri ân cho 20 vị khách đầu tiên đến với cả cửa hàng bên em Rồi kết thúc video tại đây Thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác Trong những video tiếp theo của bên em Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã chú ý theo dõi nha Xin chào và hẹn gặp lại các bác